tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay mình cùng team mình ra vườn làm nhà trọ nha mọi người. Làm nhà trọ để mình làm những cái thử thách hoặc là ẩm thực hay sinh tồn. Cho clip nó được hay hơn nha. Rồi bây giờ mình và team của mình bắt đầu đi thôi. Giờ đi nha mọi người. Đi nha mọi người. Let's go. Giờ mình sẽ kiếm cái địa điểm nào mà mát mẻ rồi để mình làm cái nhà chòi nha mọi người. Mình thấy chỗ này là trống trải nhất nè, thoáng mát nữa. Rồi mình bây giờ mình sẽ làm ở đây được không hai đứa? Ok. À, bây giờ bắt đầu mình làm thôi. Đồ đây là số cây đã mình đã chuẩn bị sẵn nha mọi người để mình làm chòi nè. Rồi bây giờ mình đem số cây này đi qua bên kia đặng mình làm dựng mấy cái cột nha. Giờ mình sẽ dùng cái giá và cái khoan này để mình đào lỗ rồi mình chôn cột dưới nha mọi người. Rồi bắt đầu mình làm thôi. Giờ mình khoan lỗ này đang bỏ cột xuống nha bạn. Mình sẽ bỏ cọc con lõi nha mọi người.
giờ mình đã hoàn thành bước khung rồi nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu mình kiếm đường lợp, còn bỏ đòn tay lên, bắt đầu lợp và đóng sàn nữa. Bây giờ mình xuống đây mình đổ nhiều nước nha mọi người. Mình đổ nhiều nước để mình lập cái mái nhà của mình. Rồi bây giờ mình đi thôi. Rồi bây giờ mình chặt cái bào này nha mọi người. Rồi, kéo lên. Rồi bây giờ mình đi chặt tiếp nha, tập những cái tàu lá bự bự để mình lập. Rồi bây giờ mình kiếm tàu lá nào mà bự bự á, tàu lá nào mới già mình sẽ chặt nha mọi người. Đây có tàu nè. Chặt cái tàu này luôn. Nè, đường tàu già nè. Và kéo lên đây tí. Giờ mình sẽ lộ qua bên kia mình chặt nha mọi người. Giờ mình qua bãi mình chặt nha bạn. Giờ mình đi qua bãi mình kéo tàu lá về đây luôn nha mọi người.
mệt quá. Giờ mình sẽ chặt cái bập này để mình làm lạc để buộc lá nha mọi người. Buộc lá để lạp á. Hồi mình lấy này ra đặng mình hồi mình ướp ra mình làm lạc bột nha mọi người. Rồi lá của mình đã được phơi khô nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình lập cái mái nhà của mình. Giờ mình lấy lá mình chuyền lên đây. Lập lá này khó quá. Mình lập phủ nha mọi người. Mình chuyền lá lên nha bạn. Mình quét mình ăn trưa nha bạn.
Ủa, bây giờ chưa rồi. Bây giờ mình nấu cà ri ớt đem đây cho mọi người ăn nha. Rồi. Mình ăn với bánh mì. Đây là bánh mì. Rồi bắt đầu ly chén nữa nha mọi người. Bây giờ mình vô ăn trưa. Giờ mình vô ăn trưa nha bạn, nó bụng quá rồi. Giờ đầu ăn nha bạn. Ăn đấy. Đúng vậy á. Cái đùi quá bự luôn các bạn. Quá bự. Chén này nha bạn. Các bạn cùng ăn mình nha. Nhân chấm. Mở ba cùng ăn. Chấm mình nhai nè. Ngon quá bạn ơi. Nước á. Rồi bây giờ múc cà ri ớt nè. Đây bánh mì nha. Đây nè. Chấm nha. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cà ri. Bánh mì chấm cà ri à. Thịt ếch. Cùng ăn nha. Ngon quá. Rồi bây giờ cái phần máy của mình đã lợp xong rồi, còn phần bên đây thì phát sinh thêm nó bị thiếu lá rồi. Cái này thì để mình kiếm lá rồi mình chặt mình lợp sau. Rồi bây giờ tới công đoạn là mình đóng dán lợp sàn nha mọi người. Đây cốt cưa. Dọn sạch sẽ rồi để quay clip mọi người coi tiếp. Vui không? Làm xong trò vui không? Vui quá, vui luôn. Mệt không? Cũng mệt vui. Mà vui. Rồi cô ăn sao? Thấy sao? Thấy mệt mà nhưng có vui. Mình sẽ trên trò này mình sẽ làm nhiều ẩm thực với lại thử thách với lại sinh tồn nữa bạn. Mấy bạn cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực mình làm những video mới hơn và hay hơn. Các bạn nhớ đón xem những video mới nhất của kênh Thẩm Dạ Vlog nha các bạn. Rồi vậy thôi á. Chào mọi người nha. Bye mọi người. Bye mọi người. Công trình nhà trọ của mình đã làm gần hoàn thiện rồi nha mọi người. Bây giờ mình đã lập sàn rồi, lập máy rồi. Nhờ một phần hỗ trợ của cha mình nha. Tay mình cũng đã cố gắng hết sức rồi để làm được hoàn thiện nhà trọ như thế này. Rồi mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Mọi người nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo nha. Tay mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see.
own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.